sao? Ừ, vậy cũng được. Thôi nhưng mà ông cứ tính đi nha. Ừ, rồi nói tôi sao? Anh Phong, Ừ. Thôi, sao cũng được hết á. anh Phong, Ừ, cứ miễn sao nhanh nhất là được rồi. Mà khoan đã. Mà biết ngay, thể nào cũng gọi mình lại mà. không 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 ông làm vậy là không có được, nói chuyện thêm tí đi nha, để cho rõ đi rồi mình Anh làm Phong, luôn nha. không ấy em về thiệt à? Ủa Lý, anh em nói chuyện điện thoại, chờ một tí. Ừ, lát tôi gọi lại sau nha. Ok, anh đây sao? Thì hôm nay em tới đây á, em muốn hỏi anh là anh còn tuyển trợ lý không? Trợ lý anh có rồi, anh vừa tuyển được rồi. Cho dù không có xinh bằng em nhưng mà anh nghĩ chắc làm được việc. Vậy hả? Ủa sao vậy? Bây giờ em thay đổi ý định muốn làm trợ lý hả? Nếu mà em chịu khó năn nỉ á thì anh sẽ nhường vị trí đó cho em. Thiệt hả? Thiệt. Cảm ơn anh. Alo, Minh hả? Tôi mới xin được việc cho ông rồi nè. Làm trợ lý. Không có chi, khỏi cảm ơn nha. Ủa cái gì vậy? Vậy là sao? Bạn em nhờ xin việc giùm, cho nên là em qua đây em hỏi anh là anh còn tuyển trợ lý không thôi. Mà anh Phong, chuyện hôm rồi em xin lỗi nha. Với lại em hứa là sau này có bất cứ chuyện gì thì khó khăn thì em cũng qua em nói cho anh biết. Em cũng muốn về xin lỗi ba, nhưng mà chắc bây giờ ba giận lắm. Hay là anh qua anh xin lỗi ba em giùm đi. Được rồi, em yên tâm, anh sẽ nói cho ba em. Cảm ơn anh. Em đi về đây. Kế hoạch của ông rất là hay nha. Được. Mà hai mẹ con đó diễn lại quá hay nữa. Mẹ em làm tôi khóc luôn á ông. Tôi cũng cảm động nè, ai ngờ kết quả tốt quá. Ừ. Mà Phong, gì? trước tiên ông cần lưu ý là phải xin việc cho bé Ly nữa đó nha. Yên tâm, để đó tôi sắp xếp. Rồi. Yeah. Ủa? Con đừng có hiểu lầm mà bà với chú nha con. Con đâu có hiểu lầm gì đâu. Hồi nãy ở ngoài kia con nghe hết trơn rồi. Nghe hết luôn rồi, xong luôn rồi. Thật sự ra là con biết là con có lỗi. Con cũng muốn xin lỗi ba với chú. Con cũng biết là mặc dù cái chuyện này là toàn bộ do hai người sắp xếp, nhưng mà nhờ đó con mới hiểu ra mọi chuyện. Sau này con hứa là con sẽ không để cho bất cứ người đàn ông nào trong cuộc đời của con phải buồn nữa. Công nhận. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.